À, chúng ta tiếp tục với H2CO3. H2CO3 là một chất người ta không thể điều chế được ở dạng nguyên chất em ạ. H2CO3, cái này chúng ta có thể ghi là rất kém bền. Rất kém bền. Có nghĩa là nó chỉ sinh ra trong thời gian rất ngắn thôi. Sau đó nó phân hủy luôn. Chứ vậy mà chúng ta không cần nghiên cứu về tính chất lý của H2CO3, bởi vì nó tồn tại trong thời gian rất ngắn, trong vòng chưa đầy một giây. Vậy thì chúng ta không cần nghiên cứu tính chất lý của nó làm gì. Còn chúng ta học về muối carbonat. Muối carbonat thì trạng thái là gì? Nó là chất rắn, có màu trắng. Thế còn mùi chúng ta bỏ qua. Thế còn tính tan thì là chỉ có muối natri kali và tan thôi. Chỉ có muối Na2CO3, K2CO3 là tan. Đấy. Thế còn lại là không tan. Còn lại không tan. Thế có qua một chút silic. Silic là chất rắn. Là chất rắn. Màu sắc thì có màu xám. Còn SiO2, SiO2 em biết rồi, SiO2 chính là cát đấy. Thì ở cát ở dạng nguyên chất thì nó là chất rắn. Màu sắc là không có màu. Đấy, tinh thể SiO2 là không có màu. Thế còn H2SiO3, H2SiO3 là một chất rất đặc biệt. Nó không phải là chất lỏng và cũng không phải là chất rắn. H2SiO3 nó tồn tại ở dạng gel. H2SiO3 nó tồn tại ở dạng gel. Gel giống như keo bút tóc đấy. Cái này người ta gọi là gel. Nó giống như keo bút tóc, tức là nó vừa là chất lỏng, vừa không phải chất lỏng mà cũng không phải chất rắn. Nó ở cái dạng nhầy ấy, gel. Màu sắc thì là không có màu, hoàn toàn trong suốt. Tan thì cái này là không tan trong nước. Đấy, không tan trong nước. Thế còn muối silicat. Muối silicat thì cũng hoàn toàn tương tự như muối carbonat thôi. Là chất rắn màu trắng. Đấy, chỉ có muối của natri và kali là tan thôi. Thế còn lại là không tan. Đấy, thế là chúng ta đã học sơ lược qua về tính chất vật lý của tất cả các chất ở trong chương này. Sau đây chúng ta tiếp tục với phần 4 là tính chất hóa học. Phần 4 đó là tính chất hóa học. Sau đây chúng ta xét. Đầu tiên đó là carbon. Nguyên tố đầu tiên là carbon. Thế thì cũng hoàn toàn giống như là các bài trước thôi. Muốn biết được tính chất của một nguyên tố hay một chất thì chúng ta cũng xét các cái đặc điểm của nó. Thứ nhất đó là số oxy hóa là quan trọng nhất. Nào, số oxy hóa carbon. Số oxy hóa của carbon. Các biết rồi, không. Đó. Carbon ở dạng đơn chất là không. Và bây giờ em nhớ lại cho thầy là carbon nó có những số oxy hóa nào? À, em nhớ lại đi, carbon có số oxy hóa là -4 này, 0 này, -2 và -4. Vậy thì số oxy hóa không là số oxy hóa trung gian. Nó không phải là thấp nhất và cũng không phải là cao nhất. Vậy thì nó có thể tăng lên. Tăng lên thì tính khử và giảm xuống thì tính oxy hóa. Vậy thì carbon nó có cả tính khử. Đấy, có cả tính khử và tính oxy hóa. Đây là cái mà chúng ta khẳng định đầu tiên dựa vào số oxy hóa của nó đã. Sau đó thì chúng ta xét các phản ứng minh họa. Phản ứng đầu tiên là tác dụng với oxy. Tác dụng oxy, carbon tác dụng oxy. À, các em đã được học ở trong chương oxy lưu huỳnh rồi. Oxy là một chất có tính oxy hóa
tương đối mạnh. Vì vậy mà carbon đang là không. Oxy lấy e của carbon. Khi lấy e thì carbon nó sẽ mất e và nó sẽ tăng số oxy hóa lên. Số oxy hóa carbon sẽ tăng từ 0 lên dương 4. Mà tăng từ 0 lên dương 4 thì nó nằm trong chất nào? Chắc chắn chỉ có thể là CO2 thôi. Đấy, CO2, phản ứng này chúng ta cần phải đun nóng, tức là phản đốt cháy. Số oxy hóa carbon tăng từ 0 lên dương 4. À, tiếp tục, chúng ta xét phản ứng thứ hai là carbon cộng với CO2. Thì các em phân tích này, số xóa của carbon là 0 này, của carbon đây là dương 4 này. Carbon là 0 và carbon dương 4. Đây là quy luật số xóa thấp cộng số xóa cao thì thành số xóa trung gian. Mà trung gian giữa 0 và dương 4 là gì? Là dương 2. Ok, là dương 2 thì tôi là chất nào nhỉ? Chỉ có thể là CO mà thôi. Vậy ta được là CO ở đây. À, các em cân bằng thì cực kỳ đơn giản thôi. Thêm 2 vào đây, đó, thêm 2 vào đây. Đây, thêm 2 vào đây, thế thôi. Đun nóng. À, chúng ta tiếp tục cho carbon tác dụng với HNO3. Nhớ là phải đặc đun nóng nhá. HNO3 đặc và đun nóng. Trong tài liệu thầy không ghi là đặc thì các em bổ sung những đặc vào đây. À, carbon tác dụng HNO3 đặc đun nóng. Ok, thì cực kỳ đơn giản thôi. Bữa trước các em đã học là HNO3 đặc là một chất có tính oxy hóa rất mạnh. Số oxy hóa của nó là dương 5. Của carbon là 0. Đấy. Thì HNO3 đặc là chất có tính oxy hóa mạnh. Nó sẽ lấy e. Lấy e của carbon. Qua đó thì carbon sẽ tăng số xóa lên. Lên cực đại luôn. Từ 0 tăng lên dương 4. Mà dương 4 là chất gì? Chính là CO2. Thế còn HNO3 đặc nhận e. Thì nitơ từ dương 5 nhận e. Sẽ giảm xuống nitơ dương 4. Mà nitơ dương 4 chính là chất NO2. Đã chịu thể NO2 thôi. Vậy đây là dương 4. Tất nhiên là đây có H này. Sau phản ứng chúng ta chưa có H. Thì sản phẩm phụ sẽ chính là nước. À, sau đây chúng ta sẽ cân bằng phản ứng này. À, cân bằng bằng phương pháp oxy hóa khử. Nhưng mà chúng ta sẽ nhẩm cho nhanh nhá. Carbon ta từ 0 thành carbon dương 4. Lấy 0 trừ đi 4 thành trừ 4E. Tức là cho 4E. Nitơ từ dương 5 thành dương 4. Đây, dương 4 đây nha. Từ 0 thành dương 4 này là 4E. Từ dương 5 thành dương 4 là 1E. Em nhớ ông đầu của thầy là cái này là C là 4E. Đấy, thế còn N dương 4 là 1E. Vậy ta chiếu chéo đi. Chiếu chéo là 4 cho NO2, 1 cho CO2. Bây giờ các em mới tính thầy nitơ đây. Đây là 4 nitơ. Vậy thêm 4 vào đây. 4H, 4H chia cho 2, được 2 vào đây. Đấy, vậy chúng ta đã cân bằng xong. Thế còn C mà cộng COO thế độ thì chúng ta phân tích ở COO thì carbon CO là dương 2. CO dương 2 ở trong oxit nó cũng là chất có tính oxy hóa, cũng có thể lấy e được của carbon. Carbon từ 0 sẽ tăng lên carbon dương 4 cũng thành CO2. Thế còn CO đang là dương 2 nhận được e, nhận e thì nó sẽ giảm xuống số oxy hóa là 0. CO0 chính là CO. Chúng ta cân bằng cực kỳ đơn giản thôi. Ở đây có 2 oxy, các em thêm 2 vào đây. 2 CO thêm 2 vào đây. Thế còn là các tác dụng với nước. C tác dụng với H2O. Là tê độ. À, em nhớ rằng là hydro là dương 1. Cũng khả năng lấy e. Carbon đang từ 0. Đang là từ 0. Nó sẽ cho e cho H. H dương 1. Thế nhưng mà hydro dương 1 này là chất có khả năng oxy hóa yếu. Là chất có khả năng oxy hóa yếu. Mà yếu thì không thể đưa carbon tăng lên số xóa cực đại được. Vì vậy mà carbon từ 0 nó chỉ tăng lên số xóa vừa thôi. Mà vừa của carbon chính là gì? Là dương 2. Mà dương 2 tồn tại chất nào? Đây, chính là chất CO này. CO. Thế còn H dương 1 nhận được E trở thành H0. H0 thì chính là H2. Đấy, chúng ta cân bằng. Cân bằng, phản ứng cân bằng xong. Thầy nói qua một chút, đây là phản ứng rất đặc biệt các em ạ. Đây là phản ứng rất đặc biệt. Carbon này chính là than đấy. Thế còn hơi nước, H2O chính là nước ở trong than. Đây là một cái phương trình để giải thích vì sao mà than ẩm lại cháy tốt hơn than khô. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là than tổ ong ấy, hoặc là than để đốt ấy, người ta không phơi khô hoàn toàn đâu, không phơi khô cong, khô kiệt đâu.
mà người ta vẫn để một cái lượng ẩm nhất định. Lượng ẩm để làm gì? Để khi ta nhóm lò đấy thì ta cung cấp nhiệt, ta cung cấp nhiệt, ta đun nóng thì carbon trong than này sẽ phản ứng với nước để tạo thành hai khí, khí CO và khí H2. Khí CO và khí H2 này, đây là hai khí cháy rất tốt. Khí CO cháy rất tốt và khí H2 cũng cháy rất mạnh. Vì vậy mà than ẩm, tức là có một ít hơi ẩm đấy, thì lại cháy tốt cho than khô. Người ta không làm cho ẩm quá thì rất khó cháy. Thế nhưng mà khô quá thì lại rất là phí, đúng không? Vì vậy mà ta để một cái lượng ẩm nhất định ở trong than, than ẩm thì cháy tốt cho than khô. Nào, tất cả các phản ứng này chúng ta phân tích này, số di hóa của carbon đều tăng cả, từ 0 đến dương 4 là tăng này, từ 0 đến dương 2 tăng, từ 0 đến dương 4 tăng, từ 0 đến dương 4 cũng tăng, từ 0 đến dương 2 cũng tăng. Nó tăng tức là gì? Tức là nó cho e, mà cho e là thể hiện tính gì? Tính khử. Đấy. Vậy qua tất cả phản ứng này, tất cả các phản ứng này thì carbon thể hiện tính khử. Thể hiện tính khử. Bây giờ chúng ta xét phản ứng tiếp theo là phản ứng của carbon với hydro. Carbon phản ứng hydro. C cộng H2 tê độ. Carbon đang là 0, hydro đang là 0. Carbon và hydro thì nếu xét về tính phi kim ấy, thì carbon này có tính phi kim mạnh hơn hydro. Vậy thì nếu carbon mà gặp hydro thì hydro sẽ nhường E, còn carbon nhận được E. E chuyển từ hydro sang carbon. Vì vậy mà carbon nó sẽ giảm số oxy hóa. Nó đang là 0, nó sẽ giảm xuống. Giảm xuống chỉ có thể xuống là gì? -4. -4 chính là chất nào? Chính là chất CH4. Bây giờ cân bằng đi. Ở đây là 4 này. Chia 2, được 2 vào đây. Đấy, thế là chúng ta đã cân bằng xong. Và tương tự như vậy, carbon mà gặp Al thì các em phân tích này. Al là một kim loại, mà kim loại thì sẽ cho E. Còn phi kim sẽ nhận E, đương nhiên rồi. Kim loại là đặc trưng là cho E, theo còn phi kim đặc trưng là nhận E. Vì vậy mà nếu carbon tác dụng với nhôm thì nhôm sẽ cho E cho carbon. Carbon nhận được E và carbon sẽ giảm xuống từ 0 xuống -4. Thế còn nhôm sẽ tăng từ 0 lên dương 3. Carbon -4 tức là carbon hóa trị 4, nhôm là dương 3 thì nhôm sẽ hóa trị 3. Vậy ta có công thức như thế nào? Al4 là C3. Ta chiếu chéo mà, hóa trị 3 của nhôm chiếu xuống cho carbon, hóa trị 4 của carbon chiếu xuống cho nhôm. Phản ứng này cũng cần đun nóng. Các em cần nhiệt độ cho thầy. Đây là 4, đây là 3. Đấy. Qua hai phản ứng này các em thấy rằng là số oxy hóa carbon đang từ 0 xuống -4. Từ 0 xuống -4. Tức là nó giảm số oxy hóa. Mà giảm tức là nhận E. Nhận E thì qua cái hai phản ứng này chứng tỏ rằng carbon có tính oxy hóa. Vậy thì một lần nữa chúng ta khẳng định rằng là carbon có cả tính khử và có cả tính oxy hóa. Tổng quát là tất cả những chất nào mà có số oxy hóa trung gian thì đều có cả tính khử và có cả tính oxy hóa. Ok, chúng ta tiếp tục sang chất tiếp theo là CO. Thì chúng ta cũng tính số oxy hóa của carbon ở trong CO ra là dương 2. Mà dương 2 thì cũng là số oxy hóa trung gian. Vì vậy mà nó có cả tính khử và tính oxy hóa. Có cả tính khử và tính oxy hóa. Tuy nhiên trong chương trình phổ thông ấy thì người ta lại thường là không xét đến tính oxy hóa của CO đâu. Bởi vì nó không quan trọng và nó cũng không gặp ở trong thực tế. Người ta chỉ nói đến tính khử của nó mà thôi. Tuy nhiên là chỉ xét tính khử mà thôi. Đấy. Không nói đến tính oxy hóa. Cụ thể chúng ta sẽ các phản ứng minh họa. Tác dụng oxy, CO tác dụng oxy. Đây là một phản ứng đốt cháy CO. CO là một chất cháy rất tốt, vì vậy nó còn có thể dùng là nhiên liệu em ạ. Carbon ở đây là dương 2, oxy là 0. Carbon là dương 2 gặp oxy thì nó sẽ nhường E cho oxy để nó tăng tiếp từ dương 2 lên thẳng dương 4. Dương 4 chính là chất CO2. Đây là dương 4. Các em cân bằng thôi.
Kem thêm 2 ở đây, thêm 2 ở đây. Thế là xong. À, tiếp tục, chúng ta có Fe2O3 cộng với CO. Fe2O3 cộng với CO. Ở đây ấy, Fe2O3 số oxy hóa là dương 3. Tác dụng với CO thì Fe2O3 nếu mà khử không hoàn toàn nhá, người ta nói rằng là dùng CO để khử oxit sắt 3 hay là dùng CO để khử sắt 3 oxit thì chúng ta cho nó dần dần em ạ, cho nó chuyển hóa dần dần, đang là dương 3 nó sẽ giảm xuống một nấc thấp hơn, đó là dương 8/3. Đó là Fe3O4 là dương 8/3 cộng với lại CO2. Số oxy hóa của sắt đang từ dương 3 giảm xuống dương 8/3. Còn số xóa carbon đang là dương 2, nó nhường E. Carbon dương 2 nhường E cho Fe2O3 thì sẽ tăng số oxy hóa lên. Tăng thì tăng từ 0, à xin lỗi, tăng từ dương 2. Tăng từ dương 2 lên dương 4. Đó, tăng từ dương 2 lên dương 4, có nghĩa là E được chuyển từ CO sang Fe2O3. Thế còn số oxy hóa của sắt đang là từ dương 3 giảm xuống dương 8/3. Thực chất cái dương 8/3 chính là FeO và Fe2O3. Đây là dương 2, dương 3. Có nghĩa là đang là Fe2O3 thì sắt là dương 3. Sắt là dương 3 thì nó đã giảm một phần rồi em ạ. Một phần nó giảm xuống thành Fe dương 2. Thế còn vẫn còn lại một phần là Fe dương 3. Tức là nó chưa giảm hết. Nó chưa giảm hết. Chúng ta cân bằng thôi. Ở đây là có 2 sắt, ở đây có 3. Vậy ta thêm 2 vào đây, ta thêm 3 vào đây. Ta đếm oxy thì vừa đủ đây. 3 x 3 là 9 oxy này, cộng 1 là 10. 2 x 4 là 8, cộng 2 là 10. Đấy, vừa đủ oxy. Thế sau đó thì Fe3O4 lại tiếp tục khử bằng CO để chuyển thành FeO cộng với CO2. Fe3O4 từ dương 8/3 nhận được E từ CO. CO dương 2 tăng lên CO dương 4. Thế còn Fe3O4 thì dương 8/3 nó sẽ giảm một bước nữa thành dương 2. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái Fe4 này nó có cả sắt dương 2 và cả sắt dương 3, thì còn lại, tức là nó còn lại một phần sắt dương 3 thì nó bị khử tiếp để từ sắt dương 3 nó sẽ giảm thành sắt dương 2. Đấy, có nghĩa là đang là hỗn hợp cả FeO và Fe2O3 dương 2 và dương 3 thì nó khử luôn để chuyển Fe dương 3 thành Fe dương 2 thôi. Đấy, Fe dương 3 Fe dương 2 thôi. Nó kém cân bằng. Ở đây là chúng ta có Fe3 thì thêm 3 vào đây. Bây giờ kém đếm lại oxy. Đây là 4 cộng 1 là 5. Đây 3 cộng 2 là 5, vừa đủ. Thế còn nếu tiếp tục ta dùng CO để khử FeO, lúc này thì CO sẽ khử tiếp sắt từ dương 2 xuống thành sắt kim loại, thành sắt 0 cộng với lại CO2. Đấy, cũng tăng từ dương 2 lên dương 4. Ok, tổng quát. Ta có tổng quát này. Tổng quát là oxit kim loại